Hai mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục với chuỗi video cơm nhà dưới 100k nha. Mình sẽ làm món luộc kết hợp với món chiên. Do nhà mình chỉ có hai người lớn cho nên ăn uống rất là đơn giản. Nấu cho nước sôi, mình sẽ cho bột nêm, xíu muối và dầu ăn vào nồi. Giờ thì mình sẽ luộc rau đắng. Rau đắng thì mình mua tầm khoảng 5.000 hả mọi người. Đảo đều cho rau xèo xuống tầm khoảng 1 phút thì mình sẽ vớt ra. Nếu muốn rau giòn và xanh hơn, mọi người có thể cho vào thau đá lạnh nha. Để tiết kiệm nước luộc, mình sẽ cho đậu bắp vào nồi nước luộc rau đắng luôn. Nấu với lửa vừa và đậy nắp tầm khoảng 4-5 phút. Đậu bắp vừa chín tới vẫn còn giữ được độ giòn rất là ngon. Và màu xanh của đậu bắp cũng rất là tươi. Thấy đậu bắp đã trong thì mình sẽ vớt ra. Có thể cho vào thau đá lạnh tùy thích nha. Còn không cho cũng được nữa, không sao cả. Tại vì luộc với bột nêm, muối và dầu ăn thì nó cũng đã tươi và xanh rồi. Đậu bắp hôm nay mình mua cũng tầm khoảng 10.000 thôi mọi người. Ăn cùng với rau đắng và đậu bắp luộc là cá lóc muối chiên nè mọi người. Cá lóc thì mình sẽ ướp với muối và bột ngọt. Mình có cho vài lát ớt để cho khử mùi tanh. Cá thì mình chiên với lửa nhỏ cho đến khi vàng giòn là được nha. Chỉ cần ướp muối với bột ngọt là vàng giòn rồi. Nhà còn cơm nguội nên mình sẽ làm cơm chiên nha. Mình cho hành lá và cà rốt nữa nè mọi người. Cà rốt thì tầm khoảng 3.000 thôi hả. Hành lá thì khoảng 1.000 thôi. Khẩu phần dành cho hai người ăn thật ra cũng rất là đơn giản. Tùy theo ý thích và khẩu phần ăn của từng người trong gia đình mà mọi người có thể gia giảm thay đổi cho phù hợp nha. Nếu có trứng gà mọi người có thể cho vào chiên cũng rất là ngon. Trứng gà thì cũng khoảng 3-4 ngàn hà. Bây giờ mình sẽ nêm bột nêm nè, bột ngọt và nước mắm. Cơm chiên mình muốn ăn khô và giòn thì mọi người có thể chiên lâu hơn nha. Cho thêm xíu tiêu xay nữa cho nó thơm và ngon hơn nè. Còn nếu thích ăn cơm mềm và dẻo thì mọi người có thể chiên tầm khoảng 10-15 phút là được rồi nha. Thế là mình lại hoàn thành bữa cơm nhà dưới 100k nữa rồi. Dù ở bên ngoài có món ngon vật lạ như thế nào nhưng đối với mình thì cơm nhà vẫn rất là ngon. Cá lóc muối chiên và một con chuột chiên nữa thì tầm khoảng 40.000. Rau đắng luộc thì tầm khoảng 5.000. Còn đậu bắp luộc thì tầm khoảng 10.000. Vậy là chỉ có khoảng 55.000 thôi đó mọi người.